Xin chào cô và các bạn đã đến với bài trình chiếu của nhóm. Em gồm 4 thành viên đó là Lê Ngọc Hân, Đoàn Hồng Thị Diễm Kiều, Đoàn Ngọc Kiều Vi và Bùi Thị Ngọc Trâm. Nhóm em làm về chủ đề ô nhiễm môi trường. Hiện nay, ở nước ta, tình trạng ô nhiễm môi trường ngày càng nghiêm trọng. Nhất là ô nhiễm nguồn nước và ô nhiễm đất. Đây là vấn đề không chỉ riêng gì nước ta, mà hầu như quốc gia nào cũng đang đối mặt với nó. Đầu tiên là do các tiếng ồn, bụi khói. Trong không khí có khoảng 15% do các phương tiện giao thông vận tải thải ra. Nó không những gây ô nhiễm môi trường mà còn có tác động rất lớn đối với sức khỏe của con người. Thứ hai là do chất thải nhà máy. Hiện nay, ở nhiều trung tâm công nghiệp mọc lên đã gây nên một vấn đề về môi trường khiến toàn xã hội quan tâm. Các khu công nghiệp mở lên một cách rầm rộ và nhanh chóng trong khi hệ thống xử lý chất thải không được đầu tư một cách nghiêm mặt, dẫn đến chất thải thoát ra môi trường gây ô nhiễm môi trường. Thứ ba, do chất thải khu chăn nuôi, gia súc, đàn gia súc, gia cầm thải ra chất thải rắn, phân, chất bột chuồng, các loại thức ăn thừa hoặc rơi rãi, hoặc là các chất thải lỏng như nước tiểu, nước rửa chuồng hoặc là nước từ sân chơi, bãi vận động của động vật sẽ chứa nhiều chất chứa nitơ, nạc, phốt pho, kẽm, đồng, chì, arsen hoặc là niken và các vi sinh vật gây hại khác, không những gây ô nhiễm không khí mà còn làm ô nhiễm đất. Theo là do chất thải trong môi trường sinh hoạt. Đặc biệt là do con người chúng ta chưa có ý thức được hành vi mình đang làm. Tất cả mọi người làm không nghĩ đến hậu quả của chúng. Ô nhiễm môi trường đất, làm thực vật trồng trên đất dễ bị nhiễm bệnh, khiến người ăn phải cũng sẽ bị nhiễm bệnh. Gây ô nhiễm nguồn nước ngầm, thiếu nước dùng cho sinh hoạt, làm hủy hoại môi trường sống của động vật và thực vật. Ô nhiễm môi trường không khí gây ra mưa axit, thủng tầng ozone, tăng hiệu ứng nhà kính, làm trái đất nóng lên, băng hai cực đang chảy, làm nước biển dâng lên. Ô nhiễm môi trường nước, hủy diệt các sinh vật sống trong nước, gây thủy triều đỏ, thiếu nước ngọt cho sinh hoạt, ô nhiễm, cạn kiệt mặt nước, gây hiện tượng cá chết nổi trên mặt nước do ô nhiễm nước. Tầng ozone sẽ bị phá hủy nếu ô nhiễm không khí không được khắc phục. Vấn đề này sẽ gây nhiều bệnh lý về đường hô hấp, mặt, viêm họng, tim. Mặc dù không dẫn đến tuyệt chủng, nhưng việc cây cối bị chết sẽ dẫn đến cấu trúc loài bị giảm, gây nên tuyệt chủng ở nhiều loài trên thế giới. Chúng ta có các biện pháp. Thứ nhất là tái chế rác thải. Thứ hai, trồng cây dây rừng. Thứ ba, vứt rác đúng nơi quy định và cuối cùng là hạn chế sử dụng túi ni lông. Hãy bỏ rác đúng nơi quy định, cùng chung tay giúp môi trường ngày càng xanh sạch đẹp nhé. Hãy trở thành một người có ý thức và văn minh bằng cách bỏ rác đúng nơi quy định. Cùng là không xả rác bừa bãi để môi trường quanh bạn luôn xanh sạch đẹp. Cảm ơn thầy cô và các bạn đã xem bài trình chiếu của nhóm em.